Một giải pháp cho các bác có chiều cao khiêm tốn nhưng mà sử dụng những cái dòng xe mà có những cái dòng cốp như kiểu dạng hatchback như này các bác nhá. Đấy, thì ví dụ khi mà mở cốp thì các bác mở được, nhưng mà đóng cốp thì xe khó đóng hơn, đúng không ạ? Như chiều cao của em 1m65 thì với tầm với tay này thì quá là ok, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bác coi, đặc biệt chị em phụ nữ mà ví dụ mà mặc váy ngắn, đúng không ạ? Đấy, rất là khó để đóng cốp. Thì giải pháp cho các bác đấy là các bác lắp cái bộ đa cốp tự động này. Đấy. Đây thì mình sẽ thay những cái ti này. Ti này ti nguyên bản theo xe này, nó sẽ nhỏ như này, đúng không? Khi mà các bác sử dụng ti điện nó sẽ to như này, đúng không? Nhìn rất là chắc chắn. Và đặc biệt là nó sẽ có đa cốp cho các bác. Đấy, các bác chỉ cần giơ chân vào đây. Đấy. Tại vì bác chủ này sử dụng cái này là đa cốp một điểm nha các bác nhá. Đấy, còn bác mà sử dụng đa cốp đa điểm thì toàn bộ cái khu vực đằng sau này các bác chạm đa điểm thì nó sẽ lên được cốp này. Đấy, khi mở cốp cũng thế, tương tự thôi. Đấy, đúng không? Các bác không cần phải bấm tay vào đây nữa. Đấy. Đặc biệt là khi mà các bác di chuyển vào trời mưa hoặc là đường bụi bẩn, đúng không ạ? Đấy. Thì mình sử dụng cách mở cốp và đóng cốp như này rất là tiện luôn và sạch sẽ cho mình. Đấy, thì bác nào mà đang quan tâm đến cái sản phẩm dịch vụ gì thì hãy tới Akala các bác nhé.